Hiện nay ô nhiễm môi trường nông thôn đang là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cấp ngành chức năng và toàn thể người dân. Đối với khu vực nông thôn, do quá trình gia tăng dân số, phát triển làng nghề, phát triển chăn nuôi đã khiến lượng rác thải, nước thải ngày một nhiều, gây ô nhiễm môi trường cục bộ, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực trạng trên, tỉnh ta đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn. Trong đó, công tác đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và thành lập các tổ vệ sinh môi trường được đẩy mạnh thực hiện. Tính đến năm 2014, ở khu vực nông thôn đã có 110 trên 112 xã thành lập các hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ vệ sinh môi trường. 81 xã đã có bãi rác chôn lấp, xử lý rác thải tạm thời. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục triển khai hỗ trợ 18 lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã, góp phần giải quyết khó khăn trong việc xử lý rác thải ở khu vực nông thôn. Đối với việc tiêu nước và xử lý nước thải, đã có 38 xã được hỗ trợ xây mới hàng trăm km rãnh tiêu thoát nước thải với kinh phí khoảng 33 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã vận động nhân dân xây dựng được hơn 30.000 hầm bioga. Theo kết quả điều tra, theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh đạt gần 70%. Có 38 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã và đang đạt được, tại một số địa phương, việc thực hiện tiêu chí môi trường vẫn còn nan giải do địa hình dân cư phân tán và hạ tầng giao thông, cống rãnh chưa đồng bộ, nên việc thu gom, xử lý rác thải nước, thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong công tác thu gom, mặc dù đến nay hầu hết các xã trong tỉnh đã thành lập được hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường, song mức chi trả còn thấp nên người lao động chưa thực sự gắn bó với công việc của mình. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đứng trước cái thực trạng đó thì ngành Tài nguyên Môi trường cùng với Sở Khoa học cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh để coi là triển khai lò đốt rác quy mô nhỏ phân tán trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015 thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ triển khai 8 lò đốt cho các 3 huyện, thế và Sở Khoa học sẽ triển khai 11 lò cho các huyện. Tuy nhiên thì với cái hình thức này thì cũng chỉ là một giải pháp cho một số địa bàn. Thế còn về lâu dài ấy, thì chúng ta một là phải triển khai cái lò rác tập trung trên địa bàn tỉnh. Đối với tỉnh ta là một cái tỉnh địa bàn nhỏ, thì việc mà thu gom xử lý xây dựng một nhà máy công suất lớn là khoảng 500 tấn trên ngày là có đủ điều kiện để chúng ta có thực hiện. Hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho ủy ban tỉnh theo hướng dẫn của cái 33, cái thông tư 33 của Bộ Xây dựng thì sẽ xây dựng cái đơn giá cụ thể và đề xuất cơ chế thu gom để coi là kêu gọi các nhà đầu tư vào theo hình thức xã hội hóa. Hai nữa là tỉnh ủy cũng đã có chủ trương cho xây dựng coi là nhà máy xử lý rác và kết hợp sản xuất vật vi sinh cho công ty Phương Thảo triển khai tại Ngọc Thanh. Thì hiện nay các ngành ban sở ban ngành đang tiếp tục còn hướng dẫn doanh nghiệp để triển khai thực hiện. Tin tưởng trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới công tác vệ sinh môi trường nói chung, trong đó có vệ sinh môi trường nông thôn, tiếp tục được tỉnh ta duy trì thường xuyên có hiệu quả. Qua đây tích cực góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.